momo.com. Bé chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùng momo.com để kiếm tiền nhé. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster Illumia Hồng Hoa Hậu, xung quanh là khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu để ý kỹ phía bên phải màn hình, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của hai vị tướng Ion và Wiro Sapleng. Cả hai vị tướng này có lẽ rất ngưỡng mộ Illumia. Bên cạnh đó, nếu để ý ta sẽ thấy Wiro Sapleng đang cầm trên tay vật gì đó, trông giống như một viên kim cương, và còn trên tay của Ion chỉ là một bó hoa hồng. Không ngờ Wiro Sapleng nhà ta lại là một công tử nhà giàu chịu chơi, vì gái mà mua hẳn một viên kim cương bự trà bá để tặng, hoặc có lẽ vì lần dạy gái này mà anh chàng không còn đủ tiền mua trang phục mới cho mình, hi hi. Sự thật thứ hai, trong poster của Ngộ Không Ngộ Khá Chẩu, nếu để ý kỹ phía bên trái của màn hình ta sẽ thấy có sự xuất hiện của hai vị tướng trông giống vị tướng Batman và Zindu. Ta thấy vị tướng Batman đang bốc đầu rất chuyên nghiệp, có lẽ Batman đang thể hiện mình là một racing boy chính hiệu trước mặt của Zindu. Ngoài ra, nếu để ý phía bên phải ta lại thấy có sự xuất hiện của vị tướng Theo Anat và có cả Murat. Sự xuất hiện của các vị tướng này trong cùng một poster lộ lên nhiều nghi vấn, liệu các vị tướng này đang tổ chức một cuộc đua xe tranh bát hương vàng chăng? Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster Quillen Sao Đỏ Học Đường, ta thấy Quillen đang bước đi trên một hành lang, và nếu để ý phía bên phải của màn hình ta sẽ thấy có sự xuất hiện bí ẩn của Murat MTP thần tượng học đường. Sự xuất hiện bí ẩn này lộ lên nhiều nghi vấn, liệu cả hai vị tướng này là bạn thân của nhau và cùng học một trường. Ngoài ra, nếu để ý phía bên trái của màn hình ta thấy các nữ sinh đang thẹn thùng nhìn về phía cả hai, rất có thể những nữ sinh này đã khoái chảy nước miếng với hai anh chàng điển trai Quillen và Murat. Sự thật thứ hai, trong poster mà lóc ông kẹ bí ngô, xung quanh xuất hiện rất nhiều tạo hình đầu lâu đáng sợ, và nếu để ý kỹ phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy sự xuất hiện của vị tướng Alice tiểu quỷ bí ngô. Nhìn Alice khóc nhè trông rất đáng yêu, có lẽ Alice đang đi chơi Halloween và ghé nhà Malok để xin kẹo, nhưng mà Malok đã hồng bé ơi và còn quánh Alice đến u đầu và khóc nức nở. Nhìn trông to con oai vệ, thế mà Malok lại đi bắt nạt một cô bé đáng yêu như vậy, đúng là cái đồ đáng ghét. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong tấm poster Omen chiến binh trang quyết ẩn chứa một bí ẩn đáng sợ, xung quanh là khung cảnh âm u, bầu không khí chết chóc bao trùm. Nếu nhìn kỹ phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy, trên bàn tay của Omen đang cầm một vật nào đó, trông giống một chiếc mũ sắt hoặc rất có thể là một cái đầu. Có nhiều lời đồn cho rằng đây chính là đầu của Tara, có lẽ cả hai vị tướng này đã xảy ra một trận chiến sinh tử và chiến thắng thuộc về Omen. Ngoài ra, nếu để ý ta sẽ thấy Omen đang nở một nụ cười ma mị đáp ý, có thể chiếc đầu mà Omen đang cầm trên tay mới được chặt xuống. Sự thật thứ hai, trong poster Arthur Hoàng Kim Cốt có nhiều bí ẩn to lớn, nếu để ý kỹ phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy Arthur đang mang một vật gì đó, trông giống như một bản đồ kho báu, và xung quanh có rất nhiều vàng bạc đá quý, rất có thể Arthur đã dựa vào bản đồ và tìm ra được một kho báu khổng lồ. Ngoài ra, nếu nhìn bên góc trái của màn hình ta thấy một hình bóng của một người nào đó đang nhìn về phía Thua, sự xuất hiện của người này làm lộ lên nhiều nghi vấn, liệu Arthur đang bị lợi dụng để tìm ra kho báu bí mật và người này đang nghĩ cách để giết chết Arthur và một mình độc chiếm kho báu chăng? Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster của gia ta Tư lệnh Viễn Chinh, chúng ta có thể thấy được sự cung ngầu của anh chàng pháp sư này trong bộ trang phục quân đội, nhưng nếu để ý kỹ phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy gia ta đang bắt một tù nhân dựa vào vài chi tiết như mái tóc và cái gông cùm trên cổ. Rất có thể đây chính là Iron, có lẽ bị lần gây án thảm sát các thành viên của hội thợ săn quỷ trong quá khứ mà Iron đã bị bắt. Qua poster này có thể thấy gia ta là một vị tướng ẩn chứa một sức mạnh to lớn, ngay đến một kẻ mà ma quỷ cũng phải khiếp sợ như Iron cũng phải chịu trói trước gia ta. Sự thật thứ hai, trong poster Yue tiểu công chúa đang che đậy một bí ẩn to lớn, nếu nhìn kỹ trên cánh tay của cô nàng đang quấn một dải khăn đỏ có đính kèm logo, và chiếc logo này đã từng xuất hiện trong trang phục học đường của ba vị tướng như Murat, Quillen và cả Triết. Sự xuất hiện bí ẩn của chiếc logo này làm lộ lên nhiều nghi vấn, liệu cả bốn vị tướng này đang cùng học một trường, thế mới thấy được dòng dõi trăm anh thế việt thì cái gì cũng phải đặc biệt, kể cả đó là trang phục đi học có gắn logo đi chăng nữa. Không biết liệu cô nàng này có đóng vai chủ tịch giả làm học sinh không nữa đây. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster Omega cỗ máy siêu tốc đang diễn ra một cuộc đua khốc liệt, nếu nhìn kỹ bên góc trái màn hình ta sẽ thấy có sự xuất hiện của Preta Figure F1, có thể thấy vị pháp sư cưỡi rồng bị bỏ rơi một đoạn khá xa và dường như chẳng thể bắt kịp được Omega. Nhưng sự thật là nếu không tính những vị tướng có khả năng dịch chuyển như Murat, Iri, Nagroth thì vị tướng chạy nhanh nhất liên quân là Preta. Ngay cả nội tại rồng dịch bệnh cũng có ghi rõ cưỡi rồng, nên Preta được tăng thêm 40 tốc chạy, nhanh hơn đa số tướng khác. Nhưng qua cuộc đua này có thể thấy vị tướng sở hữu tốc độ nhanh nhất không phải Preta mà chính là Omega. Ngoài ra, nếu chú ý phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy Omega đang dùng chân để chạy, còn Preta cưỡi hẳn con rồng bay xịn sò mà vẫn không bắt kịp Omega, nhục quá nhục, hi hi. Sự thật thứ hai, trong poster của Joker vua hề ẩn chứa một sự thật đáng sợ, nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy trước mặt Joker đang bày sẵn một bàn cờ, và những quân cờ không ai khác chính là các vị anh hùng đến từ vũ trụ DC. Bên cạnh đó, Joker đang chơi cờ rất vui vẻ và nở một nụ cười rất ma mị, điều này làm lộ lên nhiều nghi vấn, liệu Joker đang có một âm mưu đáng sợ nào đó không. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster Astrid Bạch Kiếm tiểu thư ẩn chứa một bí ẩn đáng sợ, nếu nhìn kỹ bên góc trái màn hình ta sẽ thấy có một tòa lâu đài ma quái. Ngoài ra, tòa lâu đài này còn xuất hiện trong cả poster của Vera. Xung quanh tòa lâu đài được bao phủ bởi màn đêm u ám đến lạnh người,
Bên cạnh đó, sự xuất hiện bí ẩn của Aschid tại lâu đài ma quái này làm lộ lên nhiều nghi vấn liệu đây có phải là sao huyệt của lực lượng Sa Đọa và tại sao Aschid lại có mặt ở đây. Có nhiều thông tin cho rằng Aschid đến đây để tiêu diệt bọn quỷ khát máu trong tòa lâu đài, nhưng nếu đây là sự thật thì tại sao cô nàng lại ăn mặc đẹp đến như vậy? Sự thật thứ hai, trong poster Florentino Vũ Kiếm Sư xung quanh là khung cảnh náo nhiệt. Nếu nhìn kỹ ta có thể thấy mọi người đang rất phấn khích trước màn trình diễn của Florentino. Qua tấm poster cho thấy Florentino không chỉ là một quý tộc giàu có, mà còn là một idol chính hiệu với chiếc kiếm trên tay, có thể tạo ra màn trình diễn ấn tượng say đắm lòng người. Bên cạnh đó có nhiều lời đồn cho rằng Florentino đang tập múa lụa và múa cột. Nếu đây là sự thật, thì trong tương lai ta có thể thấy được màn trình diễn ấn tượng hơn đến từ idol Florentino hihi. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong màn xuất hiện đầu tiên của ma giáo oán hồn vực thẳm, chúng ta thấy trên tay của vị tướng này xuất hiện một cái vương miện và bóp nát nó. Cái vương miện xuất hiện trên tay của Maza trông rất giống với vương miện mà nữ thần Illumia mang trên đầu của mình. Rất có thể cả hai đã có một cuộc chiến sinh tử và chiến thắng đã thuộc về Mara. Sự thật thứ hai, trong màn xuất hiện của Chrissy tiệc bãi biển, nếu nhìn kỹ bên góc phải của màn hình chúng ta sẽ thấy có một bé cá tạo hình rất dễ thương và rất giống với vị tướng Greg. Và trong màn ra mắt của trang phục Brett thuyền trưởng dâu đỏ, chúng ta lại một lần nữa thấy chú cá tạo hình Brett dễ thương này, nhưng lần này lại có một sự khác biệt là trên sợi xích của Brett. Và có lẽ vị thuyền trưởng này đã thấy chú Brett nhỏ bơi lội rồi bắt lên chơi, nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ nên chú Brett nhỏ này đã bị ngất xỉu hoặc là ra đi luôn rồi. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong màn xuất hiện của Tara tiệc bãi biển, nếu nhìn kỹ bên góc trái của màn hình chúng ta sẽ thấy có một bức tượng. Bức tượng này trông giống như chú Brett nhỏ đã từng xuất hiện trong poster của Chrissy tiệc bãi biển. Nhưng chú Brett nhỏ này đã bị gác thuyền trưởng dâu đỏ bắt đi rồi. Có lẽ vì nhớ chú Brett nhỏ này quá nên cô nàng đã tạc tượng để bớt nhớ chăng. Ngoài ra hình như có ai đó đã leo lên bức tượng này. Sự thật thứ hai, trong màn xuất hiện của Natalia quả quái quỷ, nếu chúng ta nhìn kỹ bên góc trái màn hình, lại xuất hiện thêm một chú Brett nhỏ đang ngủ rất dễ thương. Chắc là do một lần đi dạo biển Natalia đã thấy gác thuyền trưởng dâu đỏ bắt chú Brett nhỏ này, nên đã ra tay giải cứu và sẵn có dịp mang về Bắc Cực để nuôi luôn. Có lẽ sống với Natalia, chú Brett dễ thương này rất hạnh phúc vì ngủ một giấc ngon lành thế kia mà. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong poster Aeon diệt nguyệt tiên phong, xung quanh là khung cảnh âm u đến giận người. Nếu nhìn kỹ bên góc phải của màn hình ta sẽ thấy có một con quỷ xương cốt đang cầm trên tay một thanh vũ khí, đang tấn công về phía Aeon. Ngoài ra, nếu để ý kỹ trong poster của Arthur lãnh chúa xương, vị tướng này cũng sở hữu một bộ dạng rất kinh dị giống với gã quỷ phía trên. Điều này làm lộ lên nhiều nghi vấn liệu cuộc chiến này có đang ẩn chứa một bí ẩn nào đó liên quan đến Arthur không, và tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Sự thật thứ hai, trong màn xuất hiện của Omen ám tử đao, ta thấy Omen đang tránh né những cung tên đang lao về phía mình. Mặc dù đang chiến đấu nhưng gã này vẫn không hề sợ hãi mà còn cảm thấy rất phấn khích. Bên cạnh đó, trong poster Lindy Swang thánh tiễn, nếu để ý ta sẽ thấy cô nàng đang chiến đấu với một ai đó, và người đó không ai khác chính là Omen. Có nhiều lời đồn cho rằng Omen gã quỷ này đã thoát khỏi sự giam cầm trong nơi sâu thẳm của địa ngục, và Lindy sau khi nhận được tin đã đến đây chiến đấu và ngăn chặn sự trở lại của hắn. Sự thật bí ẩn đằng sau poster các vị tướng liên quân Mobi. Sự thật thứ nhất, trong màn xuất hiện của Hazate tử thần vũ trụ chứa bí ẩn to lớn. Nếu nhìn kỹ vào màn hình ta sẽ thấy Hazate chỉ sử dụng bàn tay đã có thể bóp nát hành tinh xấu số một cách dễ dàng. Ngoài ra khi đứng cùng với những hành tinh khác, vị tướng này thậm chí còn to lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Tulen Tân Thiên Hà cũng sở hữu kích thước khổng lồ không kém khi nắm trên tay cả hệ mặt trời như đồ chơi của mình. Qua điều này ta có thể nhận định cả hai vị tướng này là một trong những vị tướng sở hữu những bộ trang phục có kích thước khủng vươn tầm vũ trụ bậc nhất trong liên quân. Sự thật thứ hai, trong tấm poster Rocker biệt đội siêu anh hùng, nếu nhìn kỹ phía bên dưới màn hình ta sẽ thấy có sự xuất hiện đáng yêu của vị tướng Whit cùng với thanh kẹo mút trên tay, và ánh mắt cô bé vẫn chăm chú nhìn vào tấm poster siêu ngầu đang nở một nụ cười với hàm răng trắng bóc. Có lẽ cô bé là một fan cuồng nhiệt của Rocker và rất phấn khích khi thấy hình ảnh idol của mình. Ngoài ra, nếu để ý bên cạnh Whit còn xuất hiện hai nhân vật bí ẩn, điều này làm lộ lên nhiều nghi vấn liệu đây có phải là những vị tướng đang được hé lộ để xuất hiện trong tương lai chăng.